Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Trong video trước thì em cũng đã giới thiệu đến các bác các chức năng của chiếc bên tần Hybrid có công suất là 6kW, thương hiệu Lumen Chi. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ mở cái giao diện của nó lên để cho anh em biết được về các chức năng, tính năng sử dụng trên cái màn hình. Đấy. Còn ở trên app thì anh em quá quen thuộc với cái này rồi. Tất cả các bác mua hàng ở bên em thì trong quá trình các bác lắp đặt cũng như là cài đặt thì em sẽ hỗ trợ 100% là ở trên Zalo. Đấy, các bác mở Zalo, mở video lên là em sẽ hướng dẫn cho các bác cách lắp đặt cũng như là cài đặt. Thì tất cả anh em mua hàng thì anh em biết rồi. Đấy, em hỗ trợ các bác rất là nhiệt tình, rất là trách nhiệm trong quá trình mà các bác lắp đặt, cài đặt, kể cả lithium. Thì theo phân tích của máy tính thì thương hiệu Lumen Chi khi ra đời cái bản 5,5 kg từ đầu năm đến giờ. Đấy. Thì với cái số lượng bán so với tất cả các hãng thì đang vượt trội và bán với số lượng nhiều nhất các bác nhé. Nhiều nhất. Thì bên em cung cấp phân phối ra thị trường chiếc bên tần này thì cũng đã được anh em sử dụng và mua rất là nhiều. Đấy. Con này nó có cái hay ở chỗ là nó là một trong những cái dòng hybrid hiện đại nhất hiện nay về cái tính năng cài đặt từ xa bằng điện thoại. Trong khi đó những chiếc bên tần khác thì cũng không thể làm được như vậy. Đấy. Đặc biệt là cái nhà máy mà sản xuất ra cái biến tần này, nó đã viết mạch cũng như là cung cấp cái bản quyền cho cái thương hiệu Dyer. Dyer thì các bác biết rồi, một trong những cái dòng thương hiệu rất là nổi tiếng về biến tần. Đấy. Thì nhà máy này người ta cũng đã viết phiên bản và đến bây giờ thương hiệu Dyer vẫn phải mua bản quyền của nhà máy. Bây giờ thì em sẽ mở cái giao diện của nó lên để cho anh em biết được những cái thông số mà chiếc biên tần này nó mang tới cho các bác. Tất cả đều bằng tiếng Việt ở trên màn hình. Tại sao mà cái chiếc biên tần này nó lại đi sâu vào cái vấn đề đó chính là sử dụng tất bằng tiếng Việt. Đấy. Các bác cứ hiểu như là nó đang muốn người dân Việt Nam mình thuần hóa về chiếc biến tần này trong tương lai. Đấy, từ người phụ nữ cũng có thể lắp đặt và cài đặt được. Đấy, trên thực tế thì em cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều người là phụ nữ, người ta có thể lắp điện, lắp đặt được năng lượng mặt trời. Đấy, rất là dễ. Các bác đừng có đi thuê lắp đặt thì các bác tự nhiên mất 20-25 triệu tiền công để cái tiền đấy mà các bác đầu tư và lưu trữ nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở cái giao diện của nó để cho các bác xem. Các bác đợi một chút nhé. Bây giờ các bác tiếp tục theo dõi. Ở đây em đang cấp một cái nguồn ắc quy cho cái chiếc biên tần này. Bây giờ em sẽ mở nó lên nhé. Đây, các bác cấp ắc quy vào xong các bác mới mở cái nút nguồn này lên. Đấy. Các bác đợi một chút để nó khởi động. Rồi, đây các bác có thể quan sát nhé. Đây là cái giao diện của nó này. Đấy, khi các bác đầu tiên mà vào cái giao diện của nó thì các bác có thể thấy nó tất cả là đều bằng tiếng Anh. Tất cả là đều bằng tiếng Anh. Thì để các bác sử dụng được tiếng Việt thì các bác sẽ làm như sau. Các bác vào cái nút set nhé. Đấy, cái màn hình của nó là màn hình cảm ứng. Đây các bác có thể thấy khi các bác bấm vào nút set, nó có ngay đầu tiên ở phía bên phải này nó có chữ English. English này là tiếng Anh. Các bác muốn chuyển sang tiếng Việt, các bác bấm vào cái mũi tên màu vàng ở phía dưới đấy. Đấy, các bác bấm vào đây thì các bác có thể thấy chữ Vietnam Mid. Đấy, các bác chọn Vietnam Mid. Đấy, như vậy là tất cả các ngôn ngữ đều được hiển thị tất bằng tiếng Việt. Đây các bác có thể thấy nhé.
Đấy, mà nó có thể là rất là tiện cho các bác trong quá trình các bác sử dụng. Đấy, từ cài đặt chế độ kết nối này. Đấy, cài đặt chế độ kết nối song song này. Cài đặt chế độ làm việc này, cài đặt pin này, cài đặt lưới này, cài đặt nâng cao này, giới thiệu về máy này, trang chủ này, nhật ký. Đấy, thì tất cả các chức năng này nó đều có ở trên cái điện thoại của các bác. Đấy, các bác muốn quay trở lại trang chủ, các bác sẽ bấm vào trang chủ. Thì các bác có thể thấy ngay cái giao diện của nó hiển thị công suất PV này, điện áp PV1, điện áp PV2, phụ tải, điện liên tục. Đấy, điện áp đầu ra, điện áp của pin lưu trữ, công suất hiện tại. Đấy, điện áp lưới, tần số điện lưới, trạng thái pin, dòng điện trong pin, nhiệt độ thiết bị. Đấy, rất là tiện cho các bác trong quá trình các bác sử dụng. Đấy, ví dụ như nhiệt độ của cái máy thiết bị này đang là bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ngay. Đấy, em ví dụ như thiết bị đang 30 độ. Đấy, 30.3 độ thì nó sẽ báo luôn cho các bác. Đấy, và cái chữ SN này chính là cái số seri của máy nhá. Đấy, cái chữ SN P24070 4070. Đấy, chính là cái số seri của máy. Số seri của máy thì nó sẽ trùng với cả cái số seri ở trên ở phía dưới của cái thông số kỹ thuật. Đấy, bây giờ các bác có thể xem qua về cái thông số kỹ thuật của chiếc bên tần này nhé. Em sẽ giới thiệu những cái chi tiết chính thôi. Chiếc bên tần này có công suất là 6 kW. Đấy, chạy hệ lưu trữ là 48V. 48V này là điện áp danh định nhé. Các bác có thể sử dụng 42V đến 60V, ok. Đấy. Giải điện áp vào của cái chiếc biên tần này hỗ trợ là từ 120 VDC đến 450 VDC điện áp làm việc. Còn đối với tấm pin mà các bác tính điện áp hở mạch thì nó là 500 VDC là tối đa. Hiệu suất chuyển đổi của MEBT lên tới 99,9%. Đấy, 99,9%. Rất là cao, gần như tuyệt đối. Đấy, con này nó hỗ trợ pin mặt trời lên tới 6.800W. Trên thực tế thì có thể các bác sử dụng lên tới 16 tấm 450W, tương đương với 7.200W pin. Đấy, nó vẫn có thể chịu được. Đấy, thì dòng sạc của nó lên tới 100A. Trên thực tế thì không ai sử dụng hết 100A. Đấy, có một cái đặc điểm mà rất nhiều anh em quan tâm, đó chính là khi mà các bác sử dụng với điện lưới, mà trong trường hợp các bác nhà tải gia đình nhà các bác vượt quá 6.000W thì chiếc biên tần này nó hỗ trợ được điện lưới lên tới là 12.000 kW các bác nhé. Đấy, có nghĩa là các bác sử dụng các thiết bị lên tới 12.000 kW khi các bác có điện lưới. Còn trong trường hợp các bác mà sử dụng không có điện lưới thì tối đa các bác sử dụng là 6.000W trở lại. Đấy, vừa rồi thì em đã giới thiệu đến các bác cái thông số kỹ thuật. Về cách lắp đặt thì rất đơn giản, các bác có thể quan sát về cái các cổng của cái chiếc biên tần này nhé. Đây đang kết nối lại cả ắc quy này, có một cái cổng BMS đây. Đấy, là để các bác sử dụng giao tiếp với cả bên lưu trữ nhé. Đấy, cổng loát này các bác chỉ sử dụng khi không có điện lưới. Đấy, còn cổng grid này là khi các bác sử dụng với điện lưới thì nó sẽ có chức năng là hòa lưới bám tải có lưu trữ. Đấy, các bác có thể cài đặt dòng xả. Đấy, cài đặt dòng xả, dòng nạp, điện áp nạp. Đấy, cho hệ lưu trữ là ok. Đây, có hai cổng PV1 và PV2. Thì ở phía hông đằng này nó có một cái cổng tắt mở của PV. Đấy, on là mở, off là tắt các bác nhá. Các phụ kiện đi kèm bao gồm CT ngoài. Đấy, một đầu CT ngoài thì các bác có thể gắn vào đây. Đấy, có chữ CT đây. Một cái đầu này các bác sẽ gắn vào đấy. Còn kẹp con đầu còn lại thì các bác sẽ kẹp vào dây dương từ đồng hồ đi vào. Đấy, các bác mở cái nắp này ra. Đấy, sau đó các bác kẹp từ dây dương từ đồng hồ đi vào. Lưu ý là cái mũi tên sẽ hướng từ ngoài đồng hồ đi vào trong nhà nhá. Phụ kiện đi kèm theo là một cái dây giao tiếp
giữa biến tần với cả lithium. Một cái chắn bụi, chắn côn trùng. Cái này rất là tiện trong quá trình các bác sử dụng. Đấy. Thì khi các bác thấy nó bẩn, các bác có thể tháo ra và phun nước, xịt nước, giặt nó đi. Đây, tiếp theo là cái tờ bản test các chức năng. Đây là cái bản test các chức năng của chiếc biến tần này. Đều ok hết nhá, và được đạt chứng chỉ của nhà máy người ta in ấn, cũng như là những cái tiêu chuẩn đấy, những cái tiêu chuẩn của quốc tế về cái sản phẩm. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Với quyển sách này thì anh em nhìn vào đây là ai cũng có thể đấu được, rất dễ. Đấy, rất dễ luôn. Đây, nó như thế này thì quá là biết rồi đúng không? Ai cũng có thể lắp được. Đấy, trong quá trình lắp đặt em sẽ hỗ trợ các bác từng tí một luôn. Rất dễ. Đấy, phụ kiện đi kèm theo. Phụ kiện đi kèm theo bao gồm jack MC4 để cho các bác kết nối vào cái cổng năng lượng mặt trời PV1, PV2. Đấy, hai cổng jack. Tất cả các cổng này là đấu với cả cổng grid đây. Đấy, các bác kết nối với cổng grid này, cổng loát này. Đấy. Đấy. Ba cái ốc kèm theo. Ba cái ốc kèm theo này để cho các bác bắn vào tường. Đấy, để giữ cái giá của cái sản phẩm này. Giá của nó thì đã được gắn liền với cả cái ở phía sau. Về các bác tháo ốc ra, sau đó tháo rời cái giá ra để treo cái giá lên trước. Sau đó các bác gài cái biến tần này vào là xong. Đấy, rất dễ. Đấy. Thì cái giao diện của nó này các bác nhìn. Ký hiệu là tấm pin mặt trời này, ký hiệu là điện lưới này. Ký hiệu là các bác sử dụng hòa lưới bán tải này. Ký hiệu là các bác sử dụng khi mất điện lưới này. Ký hiệu là pin lưu trữ hay là còn gọi là ắc quy. Đấy. Thì các bác nhìn vào đây thì các bác quá biết rồi. Mà màn hình cảm ứng nhá. Và cái màn hình này đang là cái màn hình to nhất hiện nay trong tất cả các loại biến tần đang xuất hiện ở tại Việt Nam mình. Đấy. Ở phía trên này thì nó có những cái đèn báo AC in. Đấy. AC, đèn báo sạc, đèn báo lỗi, đèn báo Wi-Fi và Bluetooth. Để kết nối Bluetooth và Wi-Fi thì anh em chỉ việc tải cái app của nó về là anh em sử dụng. Bác nào đang sử dụng Android em sẽ gửi cho các bác một cái mã QR để các bác tải ứng dụng đó về, sau đó đăng ký và kết nối. Còn bác nào mà đang sử dụng iPhone thì các bác có thể quét trực tiếp luôn trên cái mã QR này, hoặc là các bác vào trong iPhone cửa hàng App Store để các bác tải ứng dụng về. Đấy, thì nó xuất hiện ngay. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cách cài đặt. Vừa rồi thì em đã giới thiệu đến các bác về cái giao diện của chiếc biến tần này. Đấy, các bác cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời thì các bác sẽ nhắn tin Zalo cho em đã để trên màn hình nhé. Bên em còn phiên bản là 5,5 kg nữa. Đấy, bác nào mà sử dụng không sử dụng đến 6 kg thì các bác có thể sử dụng chiếc biến tần 5,5 kg. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.